Đó, như ở đây thì mình đã đăng nhập trên thiết bị Samsung Galaxy S21 Ultra của mình hiện tại là mình đang xài. Và trên đó là nó có một cái Samsung Galaxy S9 nè, ở đâu nè, Yanma hay gì đó. Đó, ok. Thì mình sẽ nghi ngờ cái chỗ này đúng không? Mình không muốn đăng, mình không muốn xài ở cái Facebook ở cái đó. Mình sợ người ta là sẽ đang xài của mình phải không? Mình ấn vào. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Suaka. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để biết được cái Facebook của mình đã bị ai xâm nhập hoặc đăng nhập chỗ khác, hoặc là những cái điện thoại hoặc là những cái máy tính nào đã đăng nhập vào cái Facebook của mình. Mình sẽ biết hết, người ta gọi tắt là có thể bị hack hay không á. Thì không để mất thời gian của các bạn nữa, đầu tiên các bạn vào Facebook đó. Sau đó các bạn ấn vào cái phần 3.3 gạch ở trên góc phải nè. Rồi các bạn trượt lên và ấn vào chỗ cài đặt và quyền riêng tư nè. Sau đó các bạn ấn vào chỗ cài đặt đó. Rồi ở đây có rất nhiều đúng không, có rất nhiều ở đây. Thì ngay đây mình cũng nói luôn, các bạn muốn chế độ tối thì ở đây là mình vô cái chế độ tối nè. Các bạn bật lên là sẽ vô chế độ tối nè. Đó, đó thì các bạn trở về nè, nó sẽ là chế độ tối, mình dễ đọc hơn, nó đỡ hư mắt hơn. Nhưng mà mình làm clip thì mình sẽ quay chế độ sáng cho nó dễ nhìn hơn ha. Rồi ok, tiếp tục vào vấn đề chính. Thì để biết được cái mật khẩu của mình đã ai vào hay không, hay là đăng nhập ở đâu, hoặc là nó bị ai hack hay không, các bạn vào cái chỗ mà phần mật khẩu và bảo mật nè. Sau đó các bạn tìm đến cái chỗ mà có ghi chữ là nơi bạn đã đăng nhập nè. Đó, đó các bạn ấn vào chỗ xem tất cả nè. Đó, như ở đây thì mình đã đăng nhập trên thiết bị Samsung Galaxy S21 Ultra của mình hiện tại là mình đang xài. Và trên đó là nó có một cái Samsung Galaxy S9 nè, ở đâu nè, Yanma hay gì đó. Đó, ok. Thì mình sẽ nghi ngờ cái chỗ này đúng không? Mình không muốn đăng, mình không muốn xài ở cái Facebook ở cái đó. Mình sợ người ta là sẽ đang xài của mình phải không? Mình ấn vào cái dấu ba chấm bên đây nè. Rồi ok, mình sẽ ấn cái chỗ đăng xuất ra khỏi cái S9 đó nè. Đó, thì coi như là tất cả các thiết bị đã không còn nữa, chỉ còn trên một cái thiết bị của mình thôi, tức là Samsung Galaxy S9 mình đang quay ở đây cho các bạn coi luôn. Đó. Còn nếu các bạn muốn xuất ra luôn thì các bạn ấn vào chỗ đăng xuất khỏi tất cả nè. Đó, ok. Như vậy là đã xong. Đó, rồi còn những cái phần ở dưới thì các bạn muốn xác thực hai yếu tố cho nó chắc cú thì các bạn vào đây. Rồi đổi mật khẩu nè, tùm lum nè. Đó, ok, rất là nhiều. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vì video của mình đến đây là kết thúc. Rất mong các bạn ấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.